Ok, qua nước ngoài nếu mà mình muốn thanh toán tiền, gọi em ơi thanh toán thì mình sẽ nói như nào ạ? Can I have the bill please? Can I have the bill please? Đó là một cách gọi rất là lịch sự. Hoặc là can I have the check please? Thì cái từ check và từ bill có thể sử dụng ngang nhau. Can I have the bill please? Thì các bạn nhấn vào từ bill. Can I have the bill please? Can I have the bill please? Hoặc can I have the check please? Đấy là hai cách mình có thể gọi. Đôi khi thì mình có thể ví dụ như là ok bảo mình hãy thanh toán thôi, ok em ăn xong rồi mình hãy thanh toán thôi. Mình có thể nói nào ạ? Có một cách diễn đạt cũng tương đối thú vị. Let's pick up the tab. Let's pick up the tab. She offered to pick up the tab first. She offered to pick up the tab for the dinner. Ví dụ như vậy, cô ấy đã đề nghị là sẽ thanh toán cho cái bữa ăn này. Đó là cách mình có thể nói về trả tiền. Còn nếu mà mình mà đi ăn hàng và mình mà muốn mời người ta thì mình có thể nói là ok, it's my treat, ok, like you paid last time, this time is my treat, bạn đã trả tiền lần trước rồi, lần này thì tôi mời, it's my treat. Hoặc là đơn giản hơn, hay gặp thì mình thấy người Mỹ hay dùng cái cách diễn đạt là it's on me, it's on me. Đôi khi mà nhà hàng mời thì người sẽ nói là it's on the house, có nghĩa là món này là nhà hàng mời. Đó, it's on the house. Còn cái trường hợp mà mình mà muốn chia sẻ thì đơn giản là let's share the bill hoặc là let's split the bill. Hoặc là có một cách cách nói khác nó cổ điển hơn một chút là go Dutch. Ví dụ như mình có thể nói là we went Dutch on the dinner. We went Dutch on the dinner. Có nghĩa là chúng tôi là ai gọi món gì thì người đó trả tiền món đó. We went Dutch on the dinner. Đó, như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cái cách diễn đạt ở trong nhà hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Goodbye and have a great day.